Chào anh em nhé. Hôm nay là giới thiệu cho anh em cái măng lích đề của con Santa Fe này. Santa Fe đây mình đo kích thước của nó cho anh em xem nhé. Cái đường kính ngoài của nó là 4.1. À đâu xin 4.6. 4.6. À, cái đường kính của cái bánh răng này là 3.4. Cái đường kính của cái này là bao nhiêu? Đường trên này này là 3.4 luôn. À 3.3 nhé, 3.3. 3.3. Này là 11 răng. Đường kính trong của nó thì mình thôi. Lỗ này của nó là 1.2, 1.15, nó khoảng 1.15. À. Lỗ này thì nó không chính xác đâu nhé, lỗ này thì không đo chính xác đâu. Này, cái này là 1.14, 14.5. Đấy, anh em cần phụ tùng gì cứ Zalo cho mình nhé. 097 995 1845 nhé. Xin chào anh em nhé.